Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Hơn 150 lao động có nhu cầu tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài tham dự. Tại đây, các lao động được kết nối trực tiếp với các công ty xuất khẩu lao động, tìm hiểu các đơn hàng ngắn hạn, đơn hàng thời vụ lĩnh vực nông nghiệp, đơn hàng dài hạn chủ yếu ở hai nước là Hàn Quốc và Nhật Bản. Qua tìm hiểu và được tư vấn, hầu hết người lao động tham gia sàn giao dịch đều có nguyện vọng tham gia xuất khẩu lao động. Trong đó, đơn hàng làm việc trong lĩnh vực lắp ráp ghế ô tô, dây điện trong ô tô, thời gian 1 năm ở Nhật Bản được nhiều lao động đăng ký tham gia. Từ đầu năm đến nay, huyện Lai Vung đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu giải quyết việc làm cho 229 lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 107% so với kế hoạch được giao.